Con thấy một số vị niệm mô Phật thay vì niệm Nam Mô Phật. Như vậy có bất kính với Thế Tôn không? Một số vị thì nói là bất kính với Thế Tôn. Nhưng mà sư thì sư thấy cái quan trọng á là mình hiểu cái ý nghĩa đó hay không. Người Việt mình có thói quen nó, cái gì nó cũng rút ngắn, cũng tắt. Xin thưa là ngay cả cái chuyện mà Nam Mô Phật thì nó cũng là cái kiểu mà nửa này nửa kia, nó lai lai nửa, dịch nửa. Nếu như mà chúng ta đọc một cách nó đầy đủ thì nó là Nam Mô Buddhassa hoặc là Nam Mô Buddhaya, hai cái đều được. Nam Mô Buddhassa hoặc là Nam Mô Buddhaya đều được hết. Nhưng mà mình Nam Mô thì mình âm là Nam Mô, còn Buddhaya thì mình dịch là Phật. Tức là một cái thì một chữ thì âm, một chữ thì dịch. Nghe nó hơi kỳ. Thành ra là cái quan điểm của sư, nếu quý vị đọc sau cũng được. Cái quan trọng á, là cái chủ ý của mình á, mình có ý tôn kính Đức Thế Tôn hay không. Cái đó nó quan trọng hơn ha. Còn nếu quý vị hỏi là bây giờ tụng như thế nào, niệm như thế nào cho đúng, thì sư vừa nói xong Nam Mô Buddhaya hoặc là Nam Mô Buddhassa.